Ngày 10 tháng 5, tại buổi họp báo về kinh tế xã hội, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin liên quan đến vi phạm của đơn vị vận tải về bến cốc xe dù và tình hình xử lý sau vụ xe thành bưởi va chạm với xe khách 16 chỗ làm 5 người chết và 4 người bị thương vào ngày 30 tháng 9 qua địa bàn Đồng Nai. Về xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố đã lập biên bản 2.383 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 3 tỷ 588 triệu 475 ngàn đồng. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, Thanh tra Sở phát hiện và lập biên bản 34 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt là 35 triệu đồng. Về kết quả xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình GPS, trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố đã thu hồi 6.236 phù hiệu, biển hiệu, vi phạm tốc độ. Riêng công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi bị thu hồi 246 phù hiệu. Sở Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định kiểm tra, chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi. Thời gian thực hiện từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 10. Thông qua quyết định kiểm tra, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi sẽ xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt việc chấp hành quy định về an toàn giao thông của đơn vị.